Chào mừng quý cô chú, anh chị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị trong một buổi sáng ngày 1 tháng 5 năm 2023. Bây giờ là 9 giờ sáng và em đang có mặt trên cầu Comet, nơi giao nhau giữa quận 4 và quận 1. Trước màn hình quý cô chú, anh chị và các bạn là tòa nhà Betico và tòa nhà FC One Sài Gòn. Còn kênh mà chúng ta đang đứng đây là kênh Bến Nghé. Bên phía tay phải là khu vực đường Bến Văn Đồn, bên phía tay trái là đường Võ Văn Kiệt. Đây phải nói là một cái cung đường rất là đẹp của Sài Gòn luôn á. Từ đây mà chúng ta có thể đi qua được bên khu vực quận nhất nè, Bình Thạnh nè. Còn nếu mà quay ngược trở lại thì có thể đi ra khu vực quận 5 Chợ Lớn. Trên kênh Bến Nghé này, ngay khu vực cái cầu màu xanh đó chính là cầu Móng, thì có cái dự án ngăn triều 10.000 tỷ đồng của Sài Gòn. Tuy nhiên thì nó hoạt động khá là lâu rồi, cũng gần 7-8 năm rồi quý chính trị bạn, nhưng mà vẫn chưa hoàn thành. Trong video ngày hôm nay, em mời quý cô chú, anh chị và các bạn cùng em dạo quanh khu vực trung tâm Sài Gòn vào ngày lễ như thế này sẽ diễn ra như thế nào nhé. Tại vì nay là ngày lễ mà nối liền giữa lễ Giỗ Tổ Hùng Vương này, 30 tháng 4, 1 tháng 5. Nên học sinh, sinh viên rồi những người đi làm họ được nghỉ lễ một tuần luôn quý cô chú anh chị bạn. Phải nói đây là cái kỳ nghỉ lễ dài như là ngày lễ Tết Nguyên Đán luôn á. Nên phần lớn người dân thì họ về quê để mà thăm gia đình, rồi một phần thì họ đi chơi lễ. Nên phải nói đường phố Sài Gòn vào những cái ngày lễ dài như thế này á, rất là vắng quý cô chú anh chị bạn. Bây giờ là 9 giờ sáng rồi mà đường phố vắng như thế này nè. Ít khi nào đường phố Sài Gòn ở cái vị trí này mà lại vắng như vậy á. Bây giờ là 9 giờ sáng và nhiệt độ Sài Gòn dao động từ 26 đến 36 độ C. Theo dự báo thời tiết thì nhiệt độ Sài Gòn hôm nay trời nắng nóng và không mưa. Chúng ta đang đứng trên cầu Comet, đi thẳng thì sẽ ra khu vực địa phận quận nhất, đi ngược trở lại thì sẽ về khu vực quận 4. Còn nếu mà quẹo phải thì sẽ đi ra khu vực Bình Thạnh và quận nhất. Trong video ngày hôm nay, em mời quý cô chú anh chị và các bạn cùng em dạo quanh một vòng khu vực trung tâm Sài Gòn vào ngày lễ như thế này sẽ diễn ra như thế nào nhé. Về phải chúng ta sẽ đến đường Võ Văn Kiệt và Hầm Thủ Thiêm. Nếu mà quý cô chú anh chị muốn đi qua quận 2 thì có thể chui qua Hầm Thủ Thiêm bên đây nè. Ở trong đó là khá là rộng, nhưng mà tối quý cô chú anh chị bạn thường thì đi vào đó trong đó quay rất là tối và cũng không có nhìn thấy rõ. Nên em thường ít đi, và nếu mà đi qua quận 2 thì em thường đi đường cầu Ba Son. Thì nó cái view nó đẹp và cái khung cảnh nó đẹp hơn ở đi dưới hầm này rất là nhiều. Tuy nhiên thì hôm nay thì có sự lựa chọn là đi cầu Hầm Thủ Thiêm hay là đi cầu Ba Son, chứ hồi xưa chỉ có một thôi. Chúng ta đang đi trên đường Võ Văn Kiệt, đây là một cái con đường mới nối dài ra quý cô chú anh chị bạn, nhưng mà phải nói là cái cung đường rất là đẹp. Trước màn hình quý cô chú anh chị bạn là tòa nhà cao cao, đó là những nhà tòa nhà Betico và IFC One Sài Gòn. Bên phía tay phải là kênh Bến Nghé, một cái kênh mà có cái cống ngăn triều, rồi có cái cầu cống màu xanh nè, cầu bằng sắt màu xanh đó quý cô chú anh chị bạn. Đây là khu vực mà buổi chiều rất là đông các bạn trẻ, rồi những đôi tình nhân, rồi những cái cặp cô dâu chú rể họ ra đây chụp hình. Em sẽ rạch trái qua đường Hàm Nghi để mà chúng ta có thể tới khu vực Betico và bánh mì Nghi Lan, đi dạo quanh một vòng khu vực đó rồi sẽ tới phố đi bộ Nguyễn Huệ. Với cô chú anh chị thấy em đường phố vắng tanh nè, phải nói là ít khi nào mà đường phố Sài Gòn nó vắng như thế này á. Ngày lễ Giỗ Tổ Hùng Vương thì mở đầu cho một kỳ nghỉ dài một tuần, nên Sài Gòn trở nên một cái không khí yên tĩnh và vắng bóng người. Lâu lắm rồi thì cả nước mới có một cái kỳ nghỉ dài đến như vậy á. Thế nên mà tranh thủ vào dịp này, nhiều người đã chọn đi về quê rồi đi du lịch suốt 5 ngày nghỉ. Tuy nhiên thì có những người vẫn chọn ở lại Sài Gòn, chọn ở lại tận hưởng không khí những ngày bình yên của Sài Gòn này. Quý cô chú anh chị thấy nè, kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương này, rồi nói tiếp là ngày 30 tháng 4, rồi 1 tháng 5. Mà ngoài đường thì thành phố cứ như là trải qua một cái ngày Tết thứ hai vậy. Sáng hôm nay thì khu vực trung tâm rất là ít xe cộ qua lại, nên đường phố Sài Gòn vô cùng thông thoáng luôn á. Người dân thì chỉ tập trung ở những một số cái tụ điểm mà để chụp hình rồi vui chơi thôi. Còn ngoài ra thì đường phố Sài Gòn chỉ đọc một màu vắng vẻ thôi. Đi trên đường phố như vậy em nhớ đến cái kỳ dịch đó. Kỳ dịch mà đi ra đường nó vắng hơn như thế này nè quý cô chú anh bạn. Nhìn nó như thành phố chết vậy, nhìn thương lắm luôn á. Nên đi trên đường phố Sài Gòn mà nó vắng như vậy, thỉnh thoảng thì được thôi nha quý cô chú anh bạn. Chứ mà nó kéo dài như chục ngày hàng tháng thì coi như là xong luôn á. Ở trên đường Hàm Nghi này cũng có rất là nhiều quán cà phê rồi những cái hàng quán ấy, nhưng mà hôm nay họ đóng cửa hết rồi quý cô chú anh chị bạn. Hồi đó là người dân rồi công nhân rồi họ cũng cho nghỉ để mà về quê. Bây giờ giống y là ngày Tết luôn á. Đoạn đường Hàm Nghi này chạy thẳng thì sẽ ra bến Bạch Đằng quý cô chú anh chị bạn. Rồi chúng ta quẹo trái thì sẽ ra khu vực Betico rồi bánh mì Như Lan. Đường Hàm Nghi mà đi ngược trở lại thì sẽ ra khu vực tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên rồi chợ Bến Thành quý cô chú anh chị bạn. Còn trước màn hình quý cô chú anh chị bạn là khu vực bánh mì Như Lan nè. Phải nói là một cái thương hiệu bánh mì rất là nổi tiếng. Cô Như Lan thì có một cái dãy những cái tòa nhà ở khu vực này luôn nha. Ngay góc ngã tư này, một cái vị trí vàng rất đắc địa, mà cô có tới mười mấy căn nhà bự như vậy á. Nhưng mà hầu hết những căn nhà của cô đều để trống hoặc là để làm sản xuất bánh rồi cho công nhân ở thôi, chứ cũng không có cho thuê lại nha. Em thấy một số cái tòa nhà nó để trống luôn á.
Trước màn hình quý cô chú anh chị các bạn là tòa nhà Petco nè. Tòa nhà này thì trước đây nó là cái một biểu tượng của Sài Gòn, là tòa nhà cao nhất thành phố. Nhưng mà nay thì nó bị thay thế bằng tòa nhà Landmark 81 rồi. Tuy nhiên thì ở đây cũng là một cái tòa nhà đẹp. Nhưng mà bên trong những cái trung tâm thương mại thì nó vắng lắm quý cô chú anh chị bạn. Bây giờ hầu hết là nó chuyển ra ngoài hết rồi. Nó không còn bất kỳ cái brand hàng nào ở trong đó cả. Bữa trước em có vào thì cái brand hàng cuối cùng là bán giày dép á, Adidas, rồi họ cũng chuyển ra ngoài hết, họ không có còn buôn bán gì ở trong đó nữa, chỉ còn lại cái lẩu Honey Lao nè, rồi một số cái nhà hàng á, nhưng mà vắng lắm quý cô chú anh chị bạn, đi vào trong phải nói là cực kỳ vắng luôn. Còn ở những cái tầng trên á, thì là những cái văn phòng office cafe, nhưng mà em thấy cũng chỉ có mười mấy hai chục cái văn phòng thôi, cũng không có thể nào mà chiếm hết được cái tòa nhà đó nữa. Chúng ta đang đi trên đường Hồ Tùng Mậu nè. Ở đây thì phải nói là hôm nay là một cái cảnh tượng chưa từng thấy ở khu vực đường Hồ Tùng Mậu này luôn á. Ngày thường thì ở đây họ bán quán ăn rồi cà phê rồi bán những cái thức ăn sáng á, đông đúc tấp nập lắm quý cô chú anh chị các bạn. Em cũng thường đi trên con đường này mà chưa bao giờ thấy cái cảnh tượng mà nó vắng như vậy á. Những cái xe của người dân thì họ cũng chỉ để đó thôi. Còn không có những cái cửa hàng buôn bán tấp nập, cũng không có người đi qua đi lại luôn. Tuy nhiên thì trái ngược với vẻ vắng lặng của đường phố thì khu vực cà phê vỉa hè thì có vẻ náo nhiệt hơn một chút. Chưa bao giờ thì những cái địa điểm cà phê bệt rồi cà phê mà ở vỉa hè ở khu vực trung tâm thành phố thì có vẻ là vắng lặng đến như vậy. Bằng chứng là một số ngày nghỉ lễ đầu tiên thì các bạn trẻ vẫn ra quán cà phê bình dân này để mà ngồi để mà nói chuyện với nhau. Tuy nhiên thì hôm nay cũng khá là vắng quý cô chú anh bạn. Bên phía thì phải có một cái quán cà phê nè, ở đây thì có những cái bạn trẻ ngồi ở đây, tuy nhiên là đông, nó cũng vắng. Hồi xưa thì nó kéo dài hết cả con đường ra tới Hồ Tùng Mậu luôn á. Còn trước màn hình của cô chú anh chị bạn là khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ. Trên phố đi bộ Nguyễn Huệ thì nay có tổ chức cái lễ hội á, nhưng mà em thấy cũng không có nhiều người. Ở đây có lễ hội dân gian, là em thấy những cái chòi tre chòi đồ ở đây nè. Nhưng mà kỳ nghỉ lễ nó ngắn ngày á, thì mọi người vẫn ở đây để mà vui chơi những cái lễ hội như thế này. Nếu mà bình thường thì trên đường phố Nguyễn Huệ vào giờ này á, nếu mà có lễ hội rồi có ca hát như thế này thì phải nói là đông nghẹt luôn á. Nhưng mà hôm nay không có khách với cô chú anh chị bạn, khách nước ngoài cũng không có mà khách Việt Nam thì rất là vắng. Tuy nhiên ở khu vực trung tâm Sài Gòn này thì có hai địa điểm mà rất là đông vào những cái ngày kỳ lễ, dù cho ngày lễ kéo dài thì ở hai địa điểm này cũng rất là đông. Đó là khu vực Dinh Thống Nhất và Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Thì ở đây phải nói là không có chỗ chen chân luôn, đông nghẹt, đông cứng luôn. Dù cho trời nắng gắt thì người ta vẫn dẫn con cái đều đi đến những cái địa điểm này để vui chơi. Được nghỉ lễ kéo dài nè, nên người dân Sài Gòn họ cũng ngủ nướng. Em thì sáng cũng muốn ngủ nướng lắm á, nhưng mà thôi ngồi dậy đi quay cho quý cô chú anh chị xem. Nhưng mà xui một cái là vừa dắt xe ra thì xe nó không có nổ với cô chú anh chị các bạn. Dắt đi sửa thì người ta nói là xe phải thay nhớt nữa, chứ không phải là chỉ đổ xăng không mà nó chạy được. Nên phải nói là một cái ngày 1 tháng 5, ngày quốc tế lao động, đúng là lao động luôn á. Sáng sớm phải dắt xe đi sửa rồi. Bên phía tay phải với cô chú anh chị các bạn là ngân hàng SCB nè. Đây đây thì phải nói là cái ngân hàng nổi tiếng thời gian gần đây rồi. Vào những cái ngày mà họ đòi tiền, họ xếp hàng dài ra, họ đây họ biểu tình luôn quý cô chú bạn. Rồi có đợt họ đi biểu tình khắp đường phố Nguyễn Huệ nè, khắp những con đường ở khu vực trung tâm này luôn. Họ cứ căng băng rôn, họ đi họ la hét rồi họ nói những cái câu mà đòi tiền trở lại, đòi cái phiếu cổ phiếu lại. Rồi bên phía tay phải đây nữa thì có một bốn tòa nhà của bà Trương Mỹ Lan, một cái tòa nhà nào tòa nhà nó to đùng á. Thì cái tòa nhà trước tiên đây là tòa nhà Vạn Thịnh Phát Office Building nè, phải nói là cái tòa nhà rất là to rất là bự ở khu vực trung tâm Sài Gòn luôn, mà bốn tòa nhà luôn nha quý cô chú anh chị bạn. Rồi kế tiếp là tòa nhà Tham Que, là cái khách sạn rồi nhà hàng nữa. Kế bên Tham Que là tòa nhà Vivaland, đây là tòa nhà hai mặt tiền nha. Còn một tòa nhà mà to mà bự nhất á luôn á là tòa nhà bốn mặt tiền, đó là tòa nhà Union Square, phải đó là bốn mặt tiền bự lắm luôn á. Trên phố đi bộ Nguyễn Huệ thì họ có làm những cái chòi rồi những cái decor trang trí rồi có ca hát đồ ở đây nữa. Tuy nhiên thì chưa bao giờ mà trên phố đi bộ Nguyễn Huệ mà nó lại ế khách như vậy á. Thường thì phố đi bộ lúc nào nó cũng đông hết, dù có lễ hội hay không có lễ hội gì nó cũng đông nghẹt à. Nếu mà ngày thường thì họ cũng ra đây để tập thể dục rồi đi chơi, đi dạo bộ chơi vậy á. Còn hôm nay kể cả có lễ hội luôn cũng không có khách luôn với cô chú anh chị và các bạn. Hồi xưa em cũng háo hức đi chơi vào những ngày lễ này lắm, thấy người ta khăn gói lên đường đi chơi ấy, thì mình cũng háo hức. Tuy nhiên thì nay hết rồi với cô chú anh chị bạn, hôm nay không thích đi vào những ngày lễ nữa. Tại vì đi vào ngày lễ thì mọi thứ nó đều đắt đỏ, nó đông đúc rồi nó chèo kéo khách đó. Nên phải nói là đi vào ngày lễ nó cực lắm, vừa thời tiết nó nắng nóng nữa mà chèo kéo rồi giá những cái dịch vụ nó đắt đỏ. Nên bây giờ tranh thủ những ngày mà mọi người đi chơi rồi đi về quê, mình ở lại Sài Gòn để mà tận hưởng cái không khí những cái ngày lễ bình yên của thành phố này.
Trên phố đi bộ Nguyễn Huệ này mà nếu mà không có lễ hội thôi, nếu mà đi vào những ngày thường thì ở trên đường phố nó có rất là nhiều chim bồ câu của chính chị bạn, rồi nó dạng lắm, mình đi lại gần luôn, đi sát nó luôn, nó cũng không có bay nữa. Này có lễ hội ồn ào chắc là nó đi trốn hết rồi, không có thấy nó, không thấy con bồ câu nào ở đây cả. Bên phía tay phải màn hình của cô chú anh chị các bạn là có xe bus 2 tầng á, ở đây là cái trạm xe của nó này nằm ở ngay phố đi bộ Nguyễn Huệ. Nếu mà quý cô chú anh chị muốn đi dạo phố Sài Gòn á thì có thể đi lên xe bus 2 tầng này, giá nó khoảng 140 mấy ngàn thôi quý cô chú anh chị bạn, nhưng mà ngồi lên đó nhìn cái view nó cũng rất là đẹp, không có cần phải mua vé trước gì đâu quý cô chú anh chị, cứ đến đây ngay cái trạm xe bus nó dừng á thì sẽ có người tới hỏi mình rồi bán vé cho mình đi lên xe để mà đi luôn. Trước màn hình quý cô chú anh chị các bạn là vòng xoay Cây Liễu, đây là cái vòng xoay đầu tiên của Sài Gòn á, phải nói là lâu đời nhất của Sài Gòn luôn. Hồi xưa thì đây có những cái cây liễu mọc xung quanh á, trên cả cái vòng xoay và những cái con đường này cũng đầy những cây liễu luôn. Cây liễu là cái cây mà cái bông màu đỏ đỏ nó thòng thòng xuống quý cô chú anh chị bạn, nó rất là đẹp á, nhìn cái chuỗi hoa nó thòng xuống đẹp lắm quý cô chú anh chị bạn. Vào những ngày sáng sớm ấy, thì cây liễu hoa bông của nó rớt xuống dưới chân á, đẹp lắm luôn á, đỏ rực luôn á, phải nói là em thích, rất thích những cái cây liễu như vậy. Tuy nhiên thì họ không có chọn trồng lại những cây liễu trên cái vùng bên này nữa. Cái màn hình quý cô chú anh chị các bạn là Ủy ban Nhân dân thành phố, bên phía tay trái là Red Hotel, bên phía tay phải là tòa nhà View nhìn qua của bà Trương Mỹ Lan mà em nói đến quý cô chú anh chị các bạn, là tòa nhà 4 mặt tiền rất là to, rất là đẹp luôn á, phải nói là đẹp nhất trong các tòa nhà ở khu vực trung tâm Sài Gòn này luôn. Nhưng mà bên trong vắng lắm quý cô chú anh chị bạn, đâu có ai đi vào đó đâu, rồi những cái thương hiệu, những cái brand hàng nó cũng ra khỏi cái khu vực tòa nhà này rồi. Trên đường phố thì nay có xe cứu thương nè, xe cứu hỏa nè, cũng rất là nhiều đây. Họ dự trù là sẽ có đông khách á, tuy nhiên thì nay đâu có khách đâu quý cô chú anh chị bạn. Trước màn hình quý cô chú anh chị các bạn là Ủy ban Nhân dân thành phố nè, có một số thông tin thì họ nói là họ sẽ cho mở cửa vào tham quan, nhưng mà đây em không thấy, không lấy khách nào ở đây hết nha, không biết là họ vào bằng cái cửa nào á. Để em xem, nếu mà có vào được thì em sẽ vào quay cho quý cô chú anh chị xem. Chúng ta quay ngược trở lại đường Nguyễn Huệ, đi qua đường Lê Lợi và sẽ đến khu vực chợ Bến Thành, khu vực Hạ Tâm Mai Văn. Bên phía tay phải màn hình đó là khách sạn Red. Khách sạn này nó cũng đông khách đó quý cô chú anh chị bạn. Thường thì em thấy cũng có khách, có nhiều xe ra vào ở khu vực khách sạn này. Đây là một cái khách sạn ở ngay khu vực trung tâm và cũng khá là đắt đỏ. Ở phía dưới khách sạn là những cái brand hàng á, rất là nhiều cái thương hiệu nổi tiếng ở đây như là Gucci, Chanel, rồi LV, rồi Rolex. Đây là những cái thương hiệu thời trang mà xa xỉ mà của cha chồng Tăng Thanh Hà, ông Jonathan Thạnh Nguyễn đưa về Việt Nam. Sài Gòn mình ai nghèo thì nghèo lắm luôn á, nghèo rất mồng tơi, còn người giàu thì cực kỳ giàu luôn. Xài toàn từng những cái xe siêu sang, rồi những cái thương hiệu, những cái hàng hóa đắt tiền á. Nên phải nói là bây giờ họ đưa về những hàng xa xỉ này tưởng chừng như là không bán được, tuy nhiên là bán rất là được quý cô chú anh chị bạn. Những cái vị đại gia rồi những cái người có tiền họ xài những cái thương hiệu như thế này nè. Chúng ta đang đi trên đường Lê Lợi, bên phía tay trái là khu vực Thương Xích Tắc, nay nó cũng đóng cửa rồi, nó rào chắn lâu lắm đó quý cô chú anh chị bạn, cả chục năm nay rồi. Nhưng bây giờ có một số thông tin thì họ sẽ làm nhà giữ xe, còn chưa làm nhà giữ xe thì họ sẽ làm cái khu nhà vệ sinh công cộng tạm cho người dân sử dụng. Còn ở đây là những cái khu vực mà nhà cho thuê ở khu vực đường Lê Lợi. Đây là một cái vị trí đất đỏ và rất là đẹp ở Sài Gòn. Tuy nhiên thì những cái mặt bằng cho thuê ở đây họ để trống lâu lắm rồi á. Từ hồi mà còn những cái rào chắn kìa, họ đã để bản cho thuê rồi, nhưng mà đến bây giờ thì vẫn không có cho thuê được. Bên phía tay phải màn hình quý cô chú anh chị các bạn, nơi mà cái bờ bao màu xanh đó, đó chính là tòa nhà ITC, một cái tòa nhà mà đã xảy ra cái vụ cháy thương tâm làm chết 60 người cách đây 16 năm. Ngay sau khi xảy ra vụ cháy làm chết 60 người thì tòa nhà này cũng bị đập bỏ và trở thành cái nơi giữ xe tạm. Cho đến ngày hôm nay thì nó đã 16 năm rồi quý cô chú anh chị bạn, là nó vẫn chưa có cái dự án công trình nào mọc lên ở nơi này. Khắp đường phố Sài Gòn luôn, những cái bờ bao màu xanh này rất là quen thuộc luôn á. Trên cái đoạn đường đất đỏ này thôi mà có đến hai cái dự án treo, đó là dự án của tòa nhà ITC nè, rồi dự án của tòa nhà Thương Xích Tắc. Phải nói là cái vị trí đẹp rất là đắt đỏ của Sài Gòn á, mà cứ rào chắn như vậy suốt mười mấy năm á, phải nói là một cái vị trí vàng thì cũng rất là hoang phí. Trên cái đoạn đường Lê Lợi này thì có dự án nói là họ sẽ làm cái mái che trên vỉa hè quý cô chú anh chị bạn, nhưng mà em thấy như vậy là nó cũng đẹp rồi, tuy là cái tòa nhà nó cũ nhưng mà nó có cái vẻ đẹp riêng của nó. Còn bây giờ làm cái mái che lên á thì em cảm giác là nó rất là xấu á. Chúng ta có thể trồng những cây xanh bóng mát để lấy cái màu xanh, lấy cái không khí trong lành cho thành phố. Chứ còn bây giờ mà làm mái che lên rồi, thời gian đầu thì nó còn được được một chút xíu, chứ sau này nó xuống cấp rồi thì nhìn nó còn xấu và nó còn bồi bộn ngổn ngang hơn.
Để em chạy vào bên trong khu vực Chợ Bến Thành theo quý cô chú anh chị xem bên trong nó có đông đúc hơn hay không nha. Thường thì ở khu vực này thì vào ngày lễ nó cũng đông, cũng có khách du lịch nước ngoài. Rồi những người Việt Nam mình ra đây mặc áo dài ra đây chụp hình là cũng đông vui. Tuy nhiên thì hôm nay cũng không có nhiều người đâu quý cô chú anh chị các bạn. Chợ Bến Thành này họ mới vừa sơn phết lại, nhìn nó cũng đẹp, nó cũng sạch sẽ hơn bữa trước nhiều. Những ngày bình thường trước thứ bảy chủ nhật thôi thì cũng có rất là nhiều tà áo dài ra đây chụp hình, rồi những tà áo dài bay tung bay trước gió. Còn hôm nay ngày lễ luôn, ngày lễ kéo dài cả tuần luôn, cũng không ai mặc áo dài ra đây để chụp hình luôn á, nhìn nó buồn buồn sao. Đây các bạn chỉ dẫn đường, đi thẳng thì sẽ tới Trần Hưng Đạo, quẹo trái thì sẽ ra Tôn Đức Thắng, quẹo phải thì sẽ ra ngã Sáu Phù Đổng Thiên Vương. Tòa nhà màu đen dang dở to đùng trước màn hình quý chính chị các bạn, đây là tòa nhà Sài Gòn One Center. Trước đây nó là dự án của tập đoàn Vivaland. Tuy nhiên thì khi bà Trương Mỹ Lan bị bắt thì tòa nhà này nó cũng bị dang dở luôn quý cô chú các bạn. Các công nhân rồi họ cũng rút ra khỏi tòa nhà này rồi. Thì không biết bây giờ nó là đã được bán cho cái chủ đầu tư nào. Tuy nhiên thì nó dang dở cách đây cũng mấy năm rồi á. Khi mà tuyến metro Bến Thành Suối Tiên xong rồi thì tòa nhà nó cũng đen xì và nó cũng làm xấu thành phố, nó xấu hơn cả tòa nhà IFC One Sài Gòn luôn quý cô chú anh chị các bạn. Chợ Bến Thành được xây dựng theo lối kiến trúc Pháp và được hoàn thành vào năm 1914, tới đây cách đây 109 năm rồi quý cô chú anh chị các bạn. Sài Gòn mình còn tồn tại một số cái ngôi chợ truyền thống mà từ thời Pháp họ để lại, như chợ Bến Thành nè, chợ Tân Định nè, khu vực chợ lớn là những cái khu chợ mà rất là nổi tiếng, cũng thu hút nhiều du khách. Chứ còn bây giờ cái chợ mới xây bây giờ của Việt Nam mình đâu có đâu quý anh chị bạn, chỉ còn lại những cái công trình kiến trúc Pháp họ để lại thôi. Bây giờ hầu hết các khu chợ truyền thống họ đều không bán hàng được nên họ đóng cửa và rao bán sạp. Vào trong chợ thì có rất là nhiều sạp họ đóng cửa và treo bán với giá hàng tỷ đồng cho một mét vuông. Nhưng mà không phải muốn sang nhượng lại là sang được đâu nha quý cô chú anh chị bạn. Giá sạp ở trong chợ Bến Thành và chợ An Đông rồi chợ Bình Tây. Ngay cửa đông của chợ Bến Thành có một cái sạp mà họ bán quần áo thun á, có diện tích là 1 mét vuông nhân cho 1,5 mét. Chủ sạp rao bán là 100 cây vàng. Chủ sạp khẳng định là chỉ bán với giá 100 cây vàng, thấp hơn thì không có bán, không có thương lượng giá cả với cô chú anh chị các bạn. Phải nói là một cái giá rất là cao luôn á, chưa bao giờ nghĩ là một cái sạp chỉ có 1 mét nhân 1,5 mét thôi mà giá 100 cây vàng ở khu vực chợ Bến Thành. Vào trong khu vực chợ, ngay khu vực mà bán đồ mỹ nghệ rồi bán trà cà phê nè quý cô chú các bạn, có một cái sạp của chị là 1,5 mét nhân 3 mét, chị cho biết là giá không dưới 7 tỷ đồng. Nhưng mà người chủ hiện tại thì chưa có muốn bán cái sạp này, khi mà ai mà trả đúng giá thì họ mới bán chứ không có thương lượng giá. Chúng ta đi ra để ra lại đường Phan Chu Trinh đến khu vực Hà Tâm Mai Vân. Khu vực này thì khá nổi tiếng với hai chỗ thu đổi ngoại tệ Hà Tâm và Mai Vân, nơi mà rất là nhiều du khách họ cũng biết đến, rồi các Việt kiều đi về thì cũng hay đổi tiền ở đây nè. Em thì cũng hay đổi tiền ở đây lắm, khi nào mà đi du lịch nước ngoài đồ thì cũng hay ra đây để đổi tiền, vì em thấy ở đây cái dịch vụ nó dễ dàng với lại nó giá nó cũng được hơn những khu vực khác nữa. Hôm nay thì ở khu vực Hà Tâm họ mở cửa nè, rất là đông du khách luôn nha quý cô chú anh chị các bạn, đông lắm luôn á, xếp hàng dài luôn nè. Phải nói thì cũng có du khách đến Sài Gòn á. Đây du khách tới thì họ cũng chỉ đổi tiền ở đây thôi, họ cũng biết đến khu vực này nhiều á. Đi gì ở đây họ đổi tiền họ cũng kén chọn lắm, họ chọn tiền mới nha, tờ 100 đô la. Rồi những cái tờ cũ thì họ trừ phí. Những cái tờ mà tiền đô la mà sản xuất trước á, thì bữa em có đem ra một tờ em đổi thử á, thì họ nói là giá nó thấp hơn cái tờ tiền mới á, tới 100 mấy ngàn cho một mình giá 100 đô la. Giá đô la nó xuống lắm quý cô chú anh chị các bạn, chỉ có 23.375 thôi. Chúng ta đang đi trên đường Nguyễn An Ninh nè, đây là khu vực mà như là phố Malaysia luôn á, toàn là người Malaysia thôi, họ bán những cái đồ đặc trưng của người Malaysia luôn á, quần áo, giày dép rồi thức ăn cũng của người Malaysia. Đây có nói là một cái thiên đường của họ rồi. Ở trong chợ Bến Thành thì cũng có nhiều sạp của người Malaysia, họ thuê lại của người Việt mình để mà bán á, mà họ bán được lắm, họ bán những cái đồ của người Malaysia luôn. Nên phải nói là họ có những cái tiệm khách hàng riêng của họ. Họ bán được hơn người Việt mình luôn á. Chúng ta sẽ rẽ phải qua đường Trương Định, sau đó đi một vòng khu vực này. Điểm cuối cùng của ngày hôm nay sẽ là công viên văn hóa Tàu Đàn. Đường Trương Định hai bên thì có rất là nhiều nhà hàng, rồi cà phê, khách sạn. Phải nói là ngày thường đi trên cái đoạn đường này không có đường đi đâu quý cô chú anh chị bạn. Xe hơi họ đậu hai bên rồi những cái xe gắn máy rồi họ chạy đầy luôn á. Nhưng mà hôm nay cũng vắng rồi. Phía trước là góc giao nhau giữa Trương Định và Gia Long. Thì đây là một cái đoạn đường rất là đẹp và rất là lớn của Sài Gòn á. Ở góc đường này có một cái tòa nhà, một cái khu mà họ cho thuê quý chú các bạn. Họ để bảng cho thuê cách đây mấy năm rồi, tuy nhiên thì không có cho thuê được.
rồi, nhưng mà không phải là vì không cho thuê được mà họ giảm giá cho thuê đâu, họ cũng vẫn giữ nguyên giá cho thuê nhẹ, giá bán cũng vẫn giữ nguyên như vậy, họ không có giảm giá tí nào cả. Bán được thì bán, không bán được thì thôi, chứ họ không có giảm giá. Đây là tòa nhà mà nổi tiếng mà quý cô chú anh chị thường biết đến, phải nói là cứ đi ngang đây là phải nhìn ngó, ai cũng phải ngước nhìn hết đó, tại vì rất là nhiều cái bảng cho thuê, rồi hàng loạt những cái cò môi giới họ treo đầy chằng chịt những cái số điện thoại như thế này nè. Quý cô chú anh chị thấy là số điện thoại nào cũng ghi là chính chủ đó, mà đố ai biết được chính chủ là ai luôn á. Nếu như mà ai thật sự có nhu cầu muốn thuê thì cũng không dám bắt điện, nhắc điện thoại lên để mà gọi đâu quý cô chú anh chị các bạn. Lỡ như mà gọi nghe một cái cò môi giới nào đó thì số điện thoại của quý cô chú anh chị các bạn suốt ngày bị khủng bố luôn á. Họ sẽ gọi suốt luôn á, tại vì bây giờ ngành bất động sản họ đi xuống dữ lắm. Bây giờ mới cách đây thì có đến 1.400 cái nhân viên bất động sản bị sa thải quý cô chú anh chị các bạn. Phải nói là một con số cực kỳ lớn luôn. Bây giờ bất động sản đâu có bán được đâu. Rồi họ cũng đâu có mướn nhiều những cái nhân viên bất động sản như vậy. Bất động sản thì họ ăn phần trăm, mà cho thuê được thì họ mới có tiền, còn không cho thuê được thì cái lương cơ bản rất là thấp. Không phải riêng gì Sài Gòn mình đâu quý cô chú anh chị bạn, khắp cả nước luôn, các tỉnh thành cũng vậy luôn, ngành bất động sản nó đi xuống dữ lắm. Những người mà phân lô bán nền nó bây giờ đâu có phân lô được đâu, rồi cũng không có bán được hàng. Ai mà có tiền nhàn rỗi để mà mua đất á, đầu tư á, thì còn có thể trụ vững được, chứ còn những người nào mà chụp giật đi vay tiền ngân hàng rồi vay mượn chỗ này vay mượn chỗ kia để mà mua bất động sản để mà mua đi bán lại á, thì phải nói là chết đứng luôn á. Bây giờ đâu có bán được đất đâu mà để trả tiền ngân hàng. Chúng ta đang đi vào khu vực công viên văn hóa Tao Đàn với cô chú chị bạn. Ở đây phải nói là một cái công viên rất là lớn và rất là nhiều cây to luôn á, đẹp lắm luôn á. Ở ngoài thì trời nắng gắt nhưng mà vào trong này nó cảm giác nó rất là mát luôn á, hít thở thật sâu vào thì cảm giác là một cái không khí nó tràn vào trong phổi mình á, rất là thích. Em rất là thích đi vào những công viên này. Ngay công viên văn hóa Tao Đàn này có lễ hội hoa lan với cô chú chị bạn, để em đã rảnh chút xíu thì em đi vào quay cho quý cô chú anh chị xem. Những cái công viên lớn như thế này thường thì vào buổi sáng và buổi chiều có những người lớn tuổi, những cái cô chú lớn tuổi họ thường vào đây để mà tập thể dục nè, rồi có những cái câu lạc bộ cho người lớn tuổi ở đây. Phải nói là ở Sài Gòn mình có những cái phong trào như vậy cũng rất là hay cho người lớn tuổi á. Đến đây thì video cũng khá là dài, em xin phép quý cô chú anh chị và các bạn được khép lại video ở đây. Kính chúc quý cô chú anh chị và các bạn một ngày mới tràn đầy hạnh phúc và sức khỏe. Nếu thấy thông tin hữu ích vui lòng like, subscribe và chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Nhấn chuông bên cạnh để có thể tiếp tục đồng hành cùng em trong những video tiếp theo. Cảm ơn quý cô chú, anh chị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.